Xin chào mọi người, thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục hành trình phát triển nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng bền vững. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tham quan một vòng. Tôi sẽ là một hướng dẫn viên để chúng ta có thể tham quan sơ lược cái trang trại, cái farm nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng của chúng tôi tại Ninh Thuận ha. Thì đây là cái khu vực mà chúng tôi đang trồng nho đam để cảnh quan cũng như là để chăm sóc và thử nghiệm những cái loại dinh dưỡng sinh học mà chúng tôi tự sản xuất và nghiên cứu luôn ha. Rồi, thì những cái sản phẩm mà chúng tôi tự nghiên cứu và sản xuất thì tôi có trưng bày trong này. Xin mời mọi người vô để chúng ta cùng nhau tham quan trải nghiệm ha. Tôi sẽ giới thiệu từng sản phẩm cho mọi người để chúng ta có một cái nhìn tổng thể. Và nếu như có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc hay là những cái câu hỏi gì đó thì mọi người cứ mạnh dạn đặt câu hỏi, tôi sẽ tư vấn và trả lời cho mọi người qua Zalo hoặc là qua số điện thoại phía dưới video ha. Thì đây là toàn bộ những cái sản phẩm mà chúng tôi đang trưng bày và nghiên cứu ứng dụng thành công. Cái sản phẩm đầu tiên tôi xin giới thiệu với mọi người, đó là cái sản phẩm dinh dưỡng sinh học Alobanamix được chọn giữa nho đam và chuối. Chúng ta phun xịt cho cây hay là tưới cây cũng rất là tốt, làm cho cây ra bông, chống rụng bông, chắc trái và phát triển bộ rễ, tăng sức đề kháng và trái sẽ ngọt hơn. Và đây là dinh dưỡng Alonutri, dinh dưỡng chuyên dụng cho cây nho đam. Đây là dinh dưỡng mà tôi đã tâm huyết nghiên cứu chuyên để phun xịt hoặc tưới gốc cho cây nho đam, giúp cây nho đam phát triển một cách bền vững và tăng trọng lượng dày thịt và chống chọi lại sâu bệnh. Tiếp theo là cái sản phẩm ghệ nha đam. Đây là cái sản phẩm được ủ lên men bằng hệ vi sinh vật bản địa, bằng cái phụ phẩm nha đam chúng tôi ủ và cho ra cái dinh dưỡng này để chúng ta có thể phun xịt cho hoa, giúp kháng nấm, kháng khuẩn và phòng trừ sâu hại. Đây là dinh dưỡng duy nhất trong tất cả các sản phẩm của chúng tôi có khả năng kháng khuẩn, nấm và phòng trừ sâu hại nha mọi người. Và đây là sản phẩm hoàn toàn hữu cơ sinh học và rất là an toàn với sức khỏe của người tiêu dùng cũng như là người sản xuất. Và đây là cái bộ sách mà chúng tôi từ bản thảo đến bản đã tái bản nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng. Quyển sách này hiện tại đã được bán hết và đang được tái bản lần thứ hai, và khoảng tháng 6 hoặc tháng 7 năm 2024 sẽ được in với số lượng lớn để cung cấp cho độc giả sau khi đã được update, cập nhật những cái thông tin hữu ích nhất của quyển sách này. Và đây là cái bộ sách về trùng quế, về kỹ thuật nuôi trùng quế và ứng dụng trùng quế trong nông nghiệp sạch và hướng dẫn kỹ thuật nuôi trùng quế bằng phân heo tươi, tôi cũng đưa hết trong bộ sách này. Và đây là dinh dưỡng sinh học chiết xuất từ cái con trùng quế chuyên dụng cho cây cho vật nuôi. Chúng ta có thể pha loãng cho vật nuôi uống hoặc là trộn với cám thức ăn chăn nuôi cho tôm, cá, gà, lươn, heo ăn cũng rất là tốt, giàu dinh dưỡng amino, dễ tiêu, tăng cường sức đề kháng đường ruột. Và đây là cái sản phẩm diệt trùng quế cho cây trồng, chúng ta phun xịt hoặc tưới gốc cũng rất là tốt nha mọi người. Tất cả các dòng như rơm, lá, cây ăn trái, cây công nghiệp đều sử dụng được. Diệt trùng quế chai nhỏ phù hợp cho những cái hộ gia đình vi mô nhỏ ở đô thị, chúng ta có thể phun xịt cho cây hoặc là tưới những cái thùng xốp trồng rau củ quả tại nhà. Và cái sản phẩm đặc sắc như tôi giới thiệu trong thời gian vừa qua đó là cái sản phẩm dinh dưỡng amino onion chuyên cho cây hành tỏi. Dinh dưỡng này giúp cây hành chắc củ, khỏe rễ, cứng cáp, chống đổ ngã và có thể sử dụng để phun xịt hay là tưới thả tràn đều được hết, rất là an toàn. Và dinh dưỡng này là chiết xuất từ trùng quế, những cái phụ phẩm nông nghiệp và hệ vi sinh vật bản địa mà chúng tôi đưa vào đây để giúp cải tạo đất và tăng cường bộ rễ, phát triển bền vững luôn. Và sản phẩm tiếp theo đó là cái chai men vi sinh. Chai men này là chúng tôi sẽ sử dụng nó để ủ ra những cái sản phẩm như ghệ chuối hoặc ghệ nha đam. Đây là sản phẩm vi sinh ứng dụng để xử lý mùi, ủ phân compost, nuôi trùng quế, làm đệm lót sinh học, hoặc là chúng ta có thể ủ những cái loại như bánh dầu, đạm cá, vân vân, đều rất là hiệu quả nha mọi người. Đây là sản phẩm kali hữu cơ từ chuối, gọi là GE chuối. GE là từ viết tắt của Gapax Enzyme, tức là enzyme chiết xuất từ cơ chất hữu cơ. Đấy. Tiếp theo là cái cám men vi sinh. Đây, cám men vi sinh một gói một ký thế này để chúng ta. Công năng của nó thì cũng tương tự như là cái men nước này, nhưng mà cái mật độ vi sinh nó sẽ mỏng hơn một chút. Cám men là chúng ta có thể ủ phân trộn với phân cho trùng ăn, hoặc là có thể là xử lý mùi làm thức ăn trộn với thức ăn chăn nuôi cho gà, tôm, cá ăn đều được hết nha mọi người. Đấy. Và đây là sản phẩm cuối cùng, sản phẩm phân trùng quế nén viên tăng trọng cho thị trường những người thích cây cảnh bonsai và những cái loại cây kiểng lá để chúng ta có thể bón cho cây và tưới ẩm tự nhiên. Thì đó là toàn bộ những cái sản phẩm mà chúng tôi đã giới thiệu cho mọi người, và hy vọng rằng những sản phẩm này sẽ từng bước tiếp cận được tất cả các khách hàng với bà con, là chúng ta từng bước ứng dụng thành công cái công nghệ sinh học, những cái chế phẩm dinh dưỡng an toàn, hiệu quả và cái giá thành rất là tối ưu để cho tất cả mọi người đều có thể sử dụng được. Và một lần nữa rất là cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo trong những cái hành trình phát triển nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng và trùng quế.